X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Cống Mỹ, An Dương, Hải Phòng và đang được giao bán với giá chỉ hơn 1 tỷ. Căn nhà có diện tích 55m², 2 tầng, ngang rộng 5m, sổ đỏ chính chủ. Cấu trúc của căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, sân phơi, phòng thờ, ban công. Hướng nhà quay về hướng Tây Bắc. Nhà được xây độc lập, sân ngõ trước nhà rộng, ô tô đỗ cửa, nhà có gara chứa ô tô. Tầng 1 của căn nhà được chia đôi sử dụng làm phòng khách cùng phòng bếp. Phòng khách được lát nền đá hoa sáng bóng, có sẵn bàn ghế đẹp, ngăn cách nhau bằng cầu thang. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá hoa đẹp chống trơn trượt, hệ thống đèn chiếu sáng đẹp. Đi sâu vào bên trong ngôi nhà sẽ là không gian của phòng bếp rộng rãi, sạch sẽ, đã có sẵn kệ bếp đẹp, đầy đủ đồ quý khách chỉ việc dọn đến tầng ngay. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Hệ thống cầu thang ôm theo khuôn của ngôi nhà dẫn lên tầng vô cùng chắc chắn. Hành vịnh của cầu thang được làm bằng gỗ sáng màu, nền cầu thang lát gạch tối tạo cảm giác sạch sẽ. Trên khu vực tầng 2 được chia ra thành hai phòng ngủ và một phòng thờ rộng rãi. Phòng ngủ đã có sẵn giường đệm, tủ quần áo, trang bị đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng. Chỉ với hơn 1 tỷ là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 55m², 2 tầng, hướng Tây Bắc. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.